Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình lên clip bán 18 món. 18 món ha. Đây. Cái đây là số tài khoản của mình nè, Lê Thị Bạch Mai. Ở phía dưới mình cũng có để thêm số tài khoản của Aribank á, cần thì coi bấm xuống phần nội dung coi ha. Cái giá tiền mình để trên đây là giá đã bao gồm phí vận chuyển ha. Mình bán là chuyển khoản, mình bao ship nha, mình không có bán COD nha. Cái món nào mình đã bán rồi thì mình sẽ cập nhật, mình ghi dưới phần nội dung ha, cho anh chị em dễ tiện theo theo dõi nha. Rồi, hôm nay là hơi trễ rồi nên nói nhanh. Món số 1 là cái cưa xếp nè. Cái cưa xếp này giá là 320 nha. Cái cưa xếp này nó làm bằng nhôm, nó cán cũng nhôm luôn nên nó rất là nhẹ, cầm nó không có mỏi tay. Thông thường thì cái hiệu này, cưa xếp thì nó cái hiệu Gumball á, cái hiệu ARS này thì nó rất là ít về. Cái này nó cái cán nó là bằng nhôm hết luôn, nó nhẹ hơn cái loại kia. Đây nè, cái hiệu của nó nè. Mặt bên đây ha, cái cưa này cầm thì nó nhẹ hơn. Đó. Cái này nó mở ra thì nó cỡ được mấy tấc đây, cỡ 4 tấc 4, nhưng mà nó cầm nó nhẹ hơn cái loại gumbo nhiều, tại nó bằng nhôm ha, nhôm nó đút vô đây. Cái lưỡi của nó thì còn rất là đẹp ha, không có bị mẻ gì hết. Cái lưỡi mình quay kỹ cho anh chị xem nha. Mặt này ở đây nó ghi rất là kỹ nè, Product by ARS in Japan nè. Thường mà mấy cái hàng nội địa mà nó ghi Product of Japan á thì nó làm cho nội địa nó xài thì chất lượng rất là ok ha. Cái khóa đây cũng còn tốt lắm, mật mạnh lắm ha. Nó xếp lại cái phần này nó rỉ rỉ thôi, thì mình về mình xài thì mình cưa thì mốt nó hết thôi. Nó ghi ở đây nó cũng có ghi nữa ha. Cái này mình bán giá 320 bao ship nha. Rồi mình qua món số 2 nha. Món số 2 là một set, set 3 cây kềm là giá là 250 nha, 3 cây kềm. Cái hàng của mình bán đây là hàng Nhật bãi về hết ha, không có bán mấy cái hàng ở đây. Khi nào mình có bán mấy hàng ở đây là mình thanh lý ở nhà mình, hồi đó mình bán thì mình nói rõ nha. Nhưng lúc này mình thanh lý cũng hết rồi. Đây là cây kềm mà cắt plastic, cắt nhựa nè, và cái lưỡi nữa nè, nó cũng còn nó không, cái cây này thì nó không có bị mẻ nha. Đó, nó có đây, nó có ghi nè, for plastic ha. Cái lưỡi nó thì hơi hở chút á. Đó. Phía dưới đây, cái này là kìm cắt nhựa. Còn cái cây này thì nó cũng nhỏ vậy thôi, nhưng mà cái cây này thì nó hiệu wood, với lại nó sản xuất ở Italia. À, cái kìm này thì kìm cắt dây đồng, cắt dây đồng thôi ha, cắt dây kẽm là mẻ kìm nha, Made in Italia nè, ở đây có chữ gì nữa, copper wire, cắt dây đồng thôi, cắt tối đa là dây lớn nhất là 2 ly nha. Đó, nó ghi rất là kỹ luôn á. Cái cây này thì cái lưỡi nó hơi mẻ mẻ chút xíu, là về mình vuốt lại mình xài ha. Nó cũng sát nhưng mà về mình vuốt lại đi mình xài cho nó bén. Hiệu good. Hàng của mình thì có sao mình nói vậy nha, mình quay chậm kỹ rõ ha, thì anh em xem kỹ ha, chốt hàng nha. Nó không chốt hàng rồi nói tới nó lui thì một mình lắm, tại vì chốt hàng là mình sẽ giữ hàng cho khách đó. Khách lạ thì mình để 1-2 ngày thôi,
còn khách quen thì mình để lâu lâu chút, cộng dồn hàng thì mình gửi luôn cũng được, không sao ha. Rồi cây kiềm thứ ba, cây kiềm này nó thiết kế rất là chắc chắn nè, cái tay cầm của nó cũng chắc, cái lò xo nó cũng bung tốt. Nó cũng còn rất là sát ha, nó cũng không có hở gì hết. Cái lưỡi ở đây thì mình thấy thì không có mẻ, không có bị mẻ. Cái hiệu thì mình thấy cái hiệu này nó hơi lạ, mình đọc không được. Số 7 nè, DM phải. Nhưng mà mình cầm cái kiềm trên tay thấy rất là chắc chắn luôn á. Đó, một set 3 cây ha. Cái cây này cây lớn nè. Cây lớn thì nó kích thước nó cỡ được 16 đi. 16, hơn 16. Còn hai cây này, hai cây này nhỏ. Cái nhỏ thì nó cỡ 12 rưỡi thôi. Set 3 cây là 250 ha. 250 bao ship luôn đó. Ai biết nhà mình thì lại lấy thì mình sẽ bớt tiền ship ra ha. Rồi tiếp theo là món số 3. Món số 3 là cũng 250 luôn. Đây là những cái mũi khoan hoặc là mồi gỗ nè. Cái mũi, mấy cái bốn mũi này nè, thì nó thiết kế nó ở trên đây nó nhỏ nè, hướng này nó to dần để nó mồi gỗ hoặc là nhôm cũng được. Đó, cái này thì nó đi mấy ly đây, 3 ly. Mấy cái này thì còn rất là bén ha, 3 ly nè. Cái này chắc cũng vậy, không có mất cái số rồi. Cái này thì 5 ly. 5 ly. Cái này chắc cũng cỡ 5 ly. Cái này mình để mình khoan hoặc là mình khoét mình mồi gỗ thì rất là ngon, rất là bén. Nó đi từ nhỏ tới lớn vậy là mình dễ khoan. Còn cây này thì khoan sắt hoặc gỗ 6 ly. 6 ly ha, mấy cái mũi đây còn bén hết ha. Cái này là đuôi lục giác ha. Mình sử dụng được cho máy khoan, máy bắn vít rất là tiện. Cái này mình bán giá là 250 nha, bao ship luôn. Những mũi này là còn bán hết nha. Rồi, tiếp theo là set số 4. Set số 4 thì mình gồm có mấy cái chổi cước nè, là giá 150 nha. Gồm có ba cái chổi cước nhỏ nhỏ nè, mini nè, để mình đánh mấy cái đồ nhỏ mini nhỏ nhỏ thôi. Mấy cái chổi này thì nó cước nó cũng tương đối mềm, có cây này cứng. Có cây mềm cái cứng ha, cây này mềm nè, hai cây này cứng hơn. Cái này thì chưa xài hết, còn cái chổi này, chổi này thì nó lại lớn hơn. Lúc trước mình cũng có bán mấy cái này được gần tất, còn mấy cây này nhỏ. Rồi cái này là set số 4 ha, mình bán 4 món như là 150 nha. 150 bao ship á. Rồi tiếp theo là set số 5. Set số 5 thì cũng tương tự vậy thôi. Đây, set số 5 cũng tương tự vậy thôi. Cũng gồm 4 cái chổi cước, cũng giá 150 luôn nha. Cái này thì nó ngắn hơn cái nãy nhưng mà nó cứng hơn. Cái nó cứng hơn cái này. Cái nãy nó vàng vàng. Cái này cũng chưa xài luôn ha. Nó được 7 cm á. Cái chổi này nó đi nóc. Với lại ba cái chổi nhỏ này ha. Cái chổi nhỏ này cũng tương đối là hai cái cứng nè. Cứng, cái này hơi mềm chút. Mấy cái này cũng chưa xài hết ha. Cũng giá 150 luôn, bao ship. Rồi, tiếp theo là món số 6. Món số 6 là gồm có hai cây này là giá 200.000 ha. Rồi, cái cây này là cái lưỡi này là cái lưỡi thép đen nè.
Đây, ở đây nó có tem mộc chữ nè của Nhật á, cái cần á, cái múa này về lấy cái chất liệu thôi, cần xài gì mài lại ha. Cái đây cái lưỡi nó hơi bị rổ rổ chút nè, về mình mài mình vuốt lại thì mình xài bình thường ha. Chủ yếu mình lấy cái chất liệu thôi, chất liệu thép đen của Nhật thôi. Đó, nó dài được 18 cm ha, 18 cm. Cái này mình bán chung với lại cái cây này, cái này là gọi là cái cây điêu khắc đi. Ở ngoài xa nó có mã vạch là 49 ha, là hàng Nhật nha. Cái cây này nó cũng còn nằm trong vỉ nhưng nó cũng chưa xài ha. 9 mm, nó ghi là 9 mm ở cái cán nè. Cho điều khác hai món. Giờ là gần Tết rồi, còn có 2 tháng nữa là Tết rồi. Bắt đầu giờ tới Tết là ai cũng bận rộn hết, đám tiệc nhiều. Năm nay làm ăn khó khăn, cuối năm là lúc nào cũng đám tiệc nhiều hết. Nhà mình ngày cuối năm cũng đám tiệc nhiều, mình tranh thủ sắp xếp để bán, để mua hàng về về để đó không bán. Rồi tiếp theo là cây số 7, món số 7 ha. Món số 7 là 130.000 một cây như vậy ha. Cái này là cái cây để mà mình lấy đồ, mấy cái đồ nhỏ nhỏ mà nó rớt trong kẹt á, mình không có lấy tay vô được á thì mình lấy thôi đó. Cái này xài nó cũng tiện nè, như ốc vít hay là cái gì á, để khi mình kẹp mình lấy cũng tiện nó vậy đó. Cái cây này thì nó không có ghi thương hiệu nha. Cây này mấy cái lô hàng này nó thanh lý á, hoặc là trong nhà máy nó thảy ra, nhiều cái nó chưa có đóng hiệu để coi nó dài được nhiêu. Cái này được 3,5 tấc. Cái hàng này thì thấy cũng như cũng còn đẹp á, cũng chưa xài, cái quăng ở bãi thì nó không còn bóng đẹp, nó không có trong bịch thôi. 130.000 cây ha, bao ship luôn. Món số 7 nha. Rồi món số 8 nha. Món số 8 là có 3 cái thùng, nhưng mà ở đây mình bán 2 cái thôi, bán 2 cái thôi nha, tặng 1 cái 3 cái thùng nè. Mấy cái thùng này bán nó cũng nặng nề nhiều mà đóng gói to, mình bán giá là 230. Cái này là cái hộp nhỏ, hộp nhỏ để mình đựng mấy cái linh kiện đồ ha. Cái này cũng hàng Nhật hết nha. Tại sao nó có chữ gì đây nè, có chữ Nhật thôi, hoặc là hộp nhỏ, hộp chữ Nhật nhỏ đó, kích thước đó nè. Cái nắp nó thì dẻo, nó làm nhựa dẻo hơn cái hộp. Còn cái hộp lớn này á là hộp nó có ghi nè. Đây. Cái hiệu của nó là Yasaki. Hộp này là hộp 8,5 lít nè. Nó vạch 49 ha. Đó, kích thước của cái hộp nè, nó có ghi nè 37.5, 28, cao 12.5, có ngày số gì nữa không biết. Cái hộp nó làm cũng kỹ lắm, tới 4 cái khóa luôn nha, 4 cái khóa rất là chắc chắn luôn á. Bật ra bên
trong nè. Giờ mình đựng mấy cái đồ linh tinh của mình. Cái nhựa này nhựa trong. Cái này chắc nó là nhiêu đây ta? 37 đi. 37 hồi nãy nó đo gì vậy? Đúng rồi, cái này nó đo chứ là kích thước ở ngoài nè, còn cái này chắc kích thước ở trong quá. Từ ra có 31 rồi. Đúng rồi, kích thước này chắc trong. Đó mình bán với là cái hộp nhựa này, cái hộp nhỏ này. Còn cái hộp bằng sắt này thì mình tặng kèm theo thôi. Nó còn rất là đẹp luôn á. Nhưng mà nó cái này nó bị gãy hết bát bên đây nè. Về mình có chế gì lại mình chế. Mình khoan mình bắt vô. Nó gãy cái miếng bát là còn bên đây thì còn bình thường ha. Cái này về mình khoan thì mình bắt vô cũng được. Mình chế lại tay cũng được. Đó, ba cái. Ba cái là 230.000 nha. Bao ship. Cái này nó hơi đóng gói nó hơi cồng kềnh chút. Rồi. Số 8. Rồi tiếp theo là món số 9. Món số 9 này là cái món hồi đó mình có bán rồi. Còn lâu lâu khách lạ coi lại, coi clip cũ cũng người ta cũng hay hỏi nên giờ mình đăng lại cái clip mới qua đây ha, cho khách có dễ xem ha. Món số 9 nè. Là hồi đó mình bán cái này là một cặp vậy là 150. Đó, giờ mình kèm thêm cái ổ này luôn, cái ổ nhỏ này luôn là mình bán 170 ha, bao ship luôn á. Cái này hàng Nhật nó về thì toàn bộ là chưa dẹp hết ha. Mà cắm thì nó có trọn đây, mình cắm xong mình khóa thì không có sợ nó bị rớt ra. Phía sau thì nó có 500 hết, 500 của nó rất là mạnh luôn á. Rồi mình hít vô cửa sắt rồi đó, mình rất là tiện. Mặt sau của nó nè, nó có ghi hết ha, hàng của Nhật hết ha. Cái này cái hiệu của nó nè, Matsushita. Còn cái này đó nè, thì hiệu gì, hiệu gì đây cũng ghi. Thường này nó có hai hiệu thôi, Panasonic nữa, Panasonic. Đây nè, nó có chữ Z nè. Và nó hàng của nội địa Nhật hết ha. Này mình kèm theo một cái ổ nhỏ nè. Ổ này ổ thường thôi, nó không có khóa đầu ha. Nasonan cũng nội địa Nhật luôn ha. Cái ổ này cắm thì nó tiếp xúc điện rất là ngon. Lúc trước mình có bán rồi mà lâu lâu khách coi lại cũng có hỏi nên giờ mình quay lại nha. Đó, một set này là 170.000 ha, bao ship. Rồi tiếp theo là món số 10. Món số 10 cũng là hai cái ổ cắm 100.000. Đó, cái ổ giống hồi nãy nè. Hồi nãy nó hiệu Panasonic, còn này Panasonic thì nó giống nhau thôi, chất lượng nó tương đương thôi. Ở đây thì nó ghi Made in Japan ở đây. Chứ sao. Còn cái này thì ổ cắm ba chấu tròn nè, mà có khóa nè. Mình cắm xong mình quay cái là khóa ha. Tiếp xúc rất là tốt luôn á. Mình khóa cái nữa là xong, là nó không có rớt ra. Đó, cặp ổ cắm như là 100.000 ha. Cũng bao ship luôn. Cái này thì không có nhiều, ổ này ít. Tiếp theo là món số 11. Cái set mũi vít nhí nhí chơi nè. Gồm có hai cái mũi vít với lại có cái 500 nè. Lâu cũng có hay có khách hỏi cái 500. Mũi này là mũi tấc mốt, dạng tấc mốt. Kèm theo với cái 500 ha. 500 để mấy thợ rồi người ta làm, người ta leo cao nó bắt đồ á. Có 500 vô thì nó đỡ vớt mấy con vít. Nó 500 từ tính rất là cao ha. Cặp nhì nhà 120 thôi. Rồi tiếp theo là món số 12. Số 12 là cái mỏ hàng.
Món hàng này là giá 170.000 ha, bao ship. Cái món hàng này của Nhật, hiệu Hako, hiệu của nó nè. Điện của nó là 100V hết ha. Đây, cái biểu tượng shipper đây nữa ha. Mỏ hàng của Nhật á, thường là mình nhìn dây là mình biết. Dây nó rất là chắc, nó chống cháy á, mình xài nó an toàn hơn. Cái này là đã test rồi ha, về mình test rồi, ok hết ha. Nhưng mà điện 100V nha, về đừng cắm lộn điện nha. Mỏ hàng Nhật mà mình xài mình đừng cắm lộn điện thì mình xài rất là lâu luôn. Cái này thì mình để được hai tư thế nè. Một là mình để đây. Đó, mình gắn ở đây mình thành món hàng. Ảnh là mình để về cũng được. Giờ thì mình cầm 30W. Rồi về ông xã mà ông test rồi nè, nó chảy chì vậy ha. Ông test đó. 100V 30W. Mình xài xong mình cất vô gì nó cũng tiện. Rồi 170.000 nha. Cái mỏ hàng. Tiếp theo là số 13. Số 13 là cái cảo nè, cảo ép. Rồi giá là 250.000 nha. Bao ship cái cảo này cũng chất lượng, cầm rất là nặng luôn. Ở đây nó có cái lò xo, ở đây là có cái móc treo. Ở đây nó có 500. Cái này mình không muốn xài cái cục này thì mình gỡ ra cũng được. Đó. Đó, cái cục này thì nó có hai cái cục 500 ở đây nè. Hai cái cục 500 đây. Hít rất là mạnh. Nó gắn đây để nó có hai cục 500 ở đây ha. Mình không thích xài cái cục này thì mình gỡ ra thôi. Ở đây nó có con vít nè, gỡ ra được ha. Cậu ép này thì cỡ 2,5 tấc quá. Chưa tới 2,5 tấc, 1,4 tấc. Kích thước của nó là ha, 10 đi, 1 tấc đi. Ở đây nó có chữ nè, cảnh cáo mình cái gì đó. Rồi sao đó, còn cái này nó ghi là make with Ventra in Thượng Hải nè, China nè, còn cái gì engineer nè, kỹ sư kỹ thuật thì ở Mỹ. Ghi kỹ ha, cảo mà cũng ghi kỹ ghê. Mặt này thì cũng không có bị trầy rụa gì hết ha, nó còn khá là đẹp. Rồi cái này là 250 nha, bao ship. Rồi tiếp theo là món số 14. 14 là cái set này nè, cái set cái này chắc cái đồ để sửa điện thoại quá. Giá là 200.000 nha, bao ship. Ở ngoài bãi mình nhận về thì nó vậy nha, nó không có thương hiệu gì hết á, nó bị rớt ra rồi mà không biết nữa. Đó. Trên đây thì nó nhiều dụng cụ lắm, bằng nhựa nè. Lấy mở cái này đổ ra đi. Đó là cái gì đây? Cái này chắc cái bằng inox. Cái nại nữa nè, cái bịch này là nó còn trong bịch gì là nó chưa có xài nha. Mình xé thật ra đó. À, món nè, cái này nại nè, bằng nhựa nha. 3
4 5 6 cái này cho nhíp nè, 7 cái đầu này thì nó kim loại nha, cái đầu này rất là nhọn luôn á, ở trên đây cũng bằng nhựa. 7 món này, 8 nãy ghi gì nữa, cái dụng cụ này để tách cái gì mặt kính màn hình ra cái gì nè đó. 9 rồi thêm một cái cây nhíp nữa nè, mà cái này nhíp thẳng cầm cũng rất là nặng nha, có cái hai cục này kim loại thôi mà cầm cái nhíp cũng rất là nặng. Mấy quên nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi có cái này nữa hả, cái này cái cây chọc sim đó. 13 cái nại nè, miếng nại để nại nè, 14 cái này cái khăn để lau màn hình này nè, 15 món ha. Giá là 200.000 á, cái này là hàng bãi về hết nha, nó không có hiệu thôi. Hai trăm ngàn bao ship. Nhà mình ở quận Bình Tân ha, nếu mà anh chị ở gần á thì lại nhà mua hàng thì mình sẽ bớt tiền ship ha. Rồi tiếp theo là món số 15 nè. Món số 15 là gồm có một set này nè, có cái cây này là cây nối, nối bàn tán mà nối lắc léo luôn ha. Cái hàng này rất là đẹp luôn, nó còn rất là đẹp, cái đầu nó gần như là chưa xài. Cái cây này thì nó hiệu SK11, rất là đẹp luôn, nó dài mà lắc léo 2,5 tấc nha. Cái này là thêm cái đầu lắc léo vô nữa, cái đầu lắc léo này của ai đây, đây có chữ Japan nha. Cái đầu này là đầu 13. Đó, cái đầu còn rất là đẹp nha, chưa có xài đâu. Còn cái này đầu đầu nối thường, đầu nối thường thôi. Đó, nó dài 7,5. Cái cây này về là hai cái cây này về chung dính nhau. Rồi, còn cái này bấm thì mới lấy ra được nè. Cái cần 3/8. Hiệu này hiệu KTC luôn. Muốn gắn vô thì bấm cái này. Cái này nó cái đầu chuyển nè, chuyển 3/8 qua 1/4 nè, đúng không? 1/4 nè. Còn cái đầu này thì 3/8 qua 1/2 nè. Cái này xoay rất là ngon hết ha. Ngược lại rồi. Cái này 1 món, 2 3 4 món, 5 với cái điếu nữa là 6 món. Cái này mình bán giá là 400.000 ha, 400.000 bao ship nha. Rồi tiếp theo là cái bộ lưỡi cưa. Bộ lưỡi cưa này mình không em hiểu lắm nè, mình bán giá là 200.000 nha. Nó còn ở trong vỉ vậy nè đó. Mình thấy cái này trên Amazon cũng có bán đó, nó bán là 16 đô rồi, chưa có phí ship về Việt Nam. Giống vậy nè, cái này cái set lưỡi cưa nè, nó có ghi
xếp lưỡi cưa. Cái lưỡi cưa này chắc để điêu khắc hay là chạm chỗ cái gì đó. Nhật ha, hiệu nè, ha sa ga qua mấy in sờ ban. Còn trong vỉ như đầy đủ nha. Bán giá là 200.000 nha. Cái này cho thợ nào biết xài đi chứ mình không biết nói mà bạn. Cái này cái lưỡi của nó dày chừng 2 ly quá. Tới mỏng á, thấy mỏng á. Rất là mỏng luôn á. Không tới 2 ly đâu, 2 ly dày lắm ạ. Này rất là mỏng luôn. Rồi giá là 200.000 ha. 200.000 bao ship. Rồi tiếp theo là món số 17 nè. Món số 17 gồm có hai cái nè. Gồm cái chổi cước bằng đồng nè, với lại cái cọ. Cái cọ này cái cọ 3 inch. Hàng Nhật hết nha, hai cái này là hàng Nhật hết. Xài thì khỏi chê rồi. So với hàng Việt Nam rồi. Rồi, cái này mình bán giá là 180.000 bao ship nha. Cái cọ này thì nó cũng hàng Nhật luôn nha. Cọ hàng Việt Nam thì nó phải nó mau rụng thôi. Mau rụng hơn mấy này. Cái có cái cọ này Nhật về nó còn đẹp. Chưa xài. Rồi, cái này bán 180.000 nha. Rồi tiếp theo là số 18 nè. Số 18 là gồm có 3 cái đầu điếu. Mà 3 thì thành 6, tại nó 2 trong 1. Đó. 3 thành 6 nha. Mới chưa xài luôn. Rồi mình bán giá 350 nha. 350 thôi. Đó, cái đầu điếu này là 17 21 nè. Đó. Còn cái này là 24 30 nè. Cái này là lớn 32 36. Cái hàng này là hàng Đài Loan nha, Đài Loan xuất Nhật nè. Đó, cái hiệu của nó nè, hiệu Mustoon, Đài Loan xuất Nhật nha. Đây, cái này nó có ghi à, có made in Taiwan nè. Mã vạch 49 nha, là hàng trong thị trường nội địa của Nhật nha. Nó này nó chỉ mình cách xài nè. Ba cái nha. Là bán giá 250. Rồi hôm nay mình bán 18 món. 350 số 18. Rồi. Cái số tài khoản mình có để bên dưới nha. Còn cái món nào mình bán rồi thì mình sẽ cập nhật, mình ghi dưới phần nội dung luôn ha. Cho anh em dễ tiện theo dõi, dễ xem nha. Cái điện thoại của mình thì cũng có số điện thoại này, cũng có xài Zalo nha. Có gì liên hệ Zalo với mình cũng được. Rồi, đó mình quay sơ lại mấy món mình bán hôm nay nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha. Cái set này đẹp lắm.